Rồi để em tặng một bài hát, một câu cổ thôi. Dạ. Một câu cổ tình nghệ sĩ. Dạ. Tôi không dám ví mình là Tư Mã Tương Như, trời khúc quần cầu hoàng tỏ tình cùng nàng ca. Càng không dám so mình với chàng chúng từ, hiệu khúc cao sơn lưu thị của ba nhà. Nhưng tôi có lần sang sông Mỹ Thuận, tiếng đàn và giọng ca ông lão ẩn sinh đã khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nổi trôi của một kiếp tơ tâm. À, dạ chào cô bác anh chị, thì sau một hành trình qua bến đò Trà Ôn thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Thọ, nơi mà cái mái ấm gia đình của vợ anh và con anh sinh sống. Bùi Hồ đến đây vào dịp buổi chiều khoảng gần tầm 4 giờ để tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình anh Thọ. Trong lúc này thì anh Thọ mới đi làm về. Mới vừa đi làm về anh Thọ. Dạ em mới đi làm về anh. Dạ cho em mượn cái ghế nha. Dạ. Rồi. Làm như thế nè, mấy giờ anh đi bán cái số em gặp anh ở trên đường đó. Vậy thì khoảng mấy giờ anh hai vợ chồng mình khởi hành đi? Sáng có khi đi sớm gì cũng 7 giờ, trễ thì 7 giờ gửi hai lối đó. Dạ, vậy thì về thì tầm mấy giờ? Về thì cũng có bữa giờ này, có dạ. Bữa sớm hơn, có bữa trễ hơn. Dạ, rồi mình lấy số ở đâu anh? Số thì lấy ở bà thầu đó bên chỗ ông, nhưng mà bà giao lên tới bến đò xếp này nè, chiều nhón gái đi qua bên lấy. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Thọ? Em tính thì nó 45. Thúc 45, nhìn cũng trẻ, còn trẻ ha. Thì hiện nay thì anh với vợ anh có mấy cháu rồi? 4 đứa anh. 4 người con. Hai trai hai gái. Người con lớn nhất là bao nhiêu tuổi anh? Lớn nhất này tới Tết 18. Dạ. Còn bé nhất? Bé nhất là 4 tuổi. Dạ. Có phụ được anh nhiều không anh? 18 tuổi thì năm nay cũng học lớp 12 rồi. Không, nó nghỉ học rồi anh. Dạ. Nó học rồi hôm lớp 5, nó nghỉ hết lớp 5 nó nghỉ. Tại cũng hoàn cảnh hồi đó thì em này cũng nói thiệt anh, cũng mới đi bán vé số đây thôi. Chứ hồi đó em đi đàn để sống đó. Mình sao đã nuôi nổi cái cảnh mà một con bư 4-5 con mổ. Thành ra con nó nghỉ học sớm thì thời gian đó là em đi đàn nó được. Là tại vì cái mạng nó chưa có phổ biến như bây giờ, chưa có cao kê như bây giờ. Dạ. Đi đàn để sống. Rồi sau thời gian gần đây nè, cỡ chừng 2-3 năm nay nè, trở đây nè, là cái chương trình mà đàn người ta mướn mình về đàn là nó giảm quá nhiều. Là lý do là bây giờ có đám tiệc là người ta cao kê không à, trên mạng tải về là cao, khỏi cần mình đàn. Mất công tốn tiền người đàn nữa. Tốn tiền người đàn nữa, mướn người đàn tốn tiền nữa. Vậy thôi ta mướn cái giọng thanh về đó, nó có cao kê, ta kéo về ta ca luôn rồi. Bởi thành ra từ đó đi bán vé số cỡ 2 năm mấy nay. Thì 3 năm nay. Mỗi một ngày là anh với chị là bán khoảng bao nhiêu tờ? Nói chung nó thì tùy theo thời điểm anh. Ví dụ như thời điểm này Tết nè, gần Tết nè mình bán được. Còn ví dụ như thời điểm mà mưa đó thì bán nó ít, chừng 150. Dạ. Yeah. Đó. Hai vợ chồng, lao động của hai vợ chồng luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi mình lấy tiền mặt mình là khoảng nhiêu hen ha? 150 tại số này thì bà thầu này bà cũng thương quá cho lấy thiếu, nhưng mà bà không có tính vào cái khoản mà mặt với thiếu. Ví dụ ai lấy mặt thì bà cũng cho lại 1.200, mà như tôi lấy thiếu bà cũng cho lại 1.200 giá. Dạ. Rồi ở nhà mình có ruộng đất gì không anh? Không anh, chỉ ông già cho cái nhà có lớn gì rồi. Cái quãng đường của anh mà anh đi bán vé số là từ cái nơi anh ở như thế này cho đến là cái nơi mà anh thường bán vé số là xa không? Xa cỡ mười mấy cây à, ở mười mấy cây số. Có mười mấy cây số. Vậy thì trừ chi phí ra hết, một ngày mà anh lời nhiều nhất là khoảng bao nhiêu tiền anh Thọ? Cũng như trừ chi phí từ đất đến ấy ha, là nhiều nhất khoảng 200. Nhiều nhất là khoảng 200.000. À. Rồi chi phí sinh hoạt cho 6 người trong gia đình anh. 6 người.
là kể cả có bé nhỏ luôn, vậy thì nó có đủ trang trải cho cuộc sống của anh không? Trang trải thì nói chung lại nó cũng eo hẹp, và tại vì mình làm với cái giá 200 ngàn này, theo anh biết với thời buổi bây giờ thì đâu có là bao nhiêu đâu, mà trong khi 6 miệng ăn thì nội giờ đi bán là sáng là hai vợ chồng ăn hà tiện, là cái chỗ bà này bà bán cơm cho hai thằng em đó là chỉ có 10 ngàn hộp thôi, còn người ta phải 15-20, bà bán là hai hộp cho hai chồng là 10, chỉ 20 ngàn thôi là hai hộp cơm đó, rồi phải một ngày như vậy là đổ 20 ngàn xăng, nó thấy hết 40 mẹ nó rồi. Dạ. Họ sương sương thôi đó, là vậy còn 160 về nhà mà đi mua nội mua sữa mua đồ cho hai đứa nhỏ nè là hết, bữa nào cũng sách 5 bịch gì 30 ngàn, 30 ngàn ấy. Bữa nào cũng sách 5 bịch gì hết. Dạ. Rồi đó thì chỉ còn bao nhiêu đó là sống bấy nhiêu đó. Cái anh Thọ, cái mình bị khiếm thị như thế này lâu chưa anh Thọ? Hồi em 3 tuổi. Lý do lúc đó là mình sanh là bị bệnh ban. Bệnh ban. Dạ. Lúc ba mẹ anh có nhiều anh em không? 6 anh em, tại tôi thứ hai. Là chỉ có mình anh khiếm thị thôi hay sao? Dạ, có nhiều anh em. Dạ. Ba mẹ cũng ở gần đây không anh? Nè, nhà ba mẹ nè. Dạ. Rồi cái việc mà anh bị từ nhỏ như thế thì anh học đàn như thế nào? Thì học đàn nói chung buổi đầu thì nó gặp khó khăn là mình không thấy mà. Thì gặp khó khăn lắm. Thì người thầy phải nắm cái ngón tay của mình á, phải chỉ vô cái chỗ đó. Vô cái chỗ bàn phím, vô cái phím đàn đó, ở chỗ phím này rồi mình phải ghi nhớ, phím này nó sao vậy đó, mình phải ghi nhớ. Rồi từ từ nó quen dần. Đó, rồi là cái đó là cái cuộc đời là học đàn đầu tiên, học đàn cổ, đàn guitar. Guitar phím lõm. Là lúc mà anh học đàn đầu tiên là khoảng bao nhiêu tuổi? Em 17 tuổi. Cái đó là đam mê học đàn hay là do anh bị khiếm thị rồi anh đàn để mà anh mưu sinh? Đúng rồi, cái này là cái đó, lúc đó là có suy nghĩ. Suy nghĩ là cũng như không phải cha mẹ nuôi mình hoài hay là mơ mốt này ai nuôi mình. Ở lúc đó là suy nghĩ đến phải mình chỉ có cách để học đàn để sau này, hồi đó mộng đàn gánh hát. Học gán để mà đi đàn gánh hát, đang nuôi bản thân mình. Đó, thì cũng hồi đó suy nghĩ như vậy đó, là muốn cố gắng học là được rồi. Chứ trước đây thì khoảng từ 16 tuổi trở về trước thì anh không có đam mê? Không có đam mê. Không có đam mê đâu. Tới 17 tuổi cái đó là cái ý mình suy nghĩ để mà mình kiếm cuộc sống thôi. Đặng mình thoát khỏi cái vòng tay ba mẹ mình. Thoát khỏi những người nào bảo bọc mình. Dạ. Để mình tự lập á. Thì sau một thời gian học đàn, học rồi đàn được hết trơn rồi cũng đi theo đoạn thời gian. Anh hiện bây giờ chơi được bao nhiêu nhạc cụ? Giờ thì chơi cũng chỉ có 3 cây thôi. Tại vì nhiều mình thấy chơi cũng kiếm tiền được rồi. Dạ. Lúc trước thì anh thời gian bao lâu thì anh mới gặp có nghĩa là anh học khoảng bao lâu thì nó có thể chơi đàn cho một người ca sĩ hát được anh? Học nói chung cái nghề đàn này học thì phải điêu luyện dữ lắm. Nếu mà ai điêu luyện nhiều thì mau, còn nếu mà ai không chịu điêu luyện thì lâu đàn cho người ta hát được. Đó, đây như tôi hồi đó là coi 17 tuổi tôi học, là mua cái đàn về học rồi. Là tới năm 23 tuổi đó là mới đờn, là cái kiểu mà cầm đờn vô là không sợ đó. Là 6 năm đó. Chứ còn mà trước đó ví dụ từ 17 tuổi tới 18, 19, 20 tuổi cầm cái đờn vô vẫn còn sợ. Sợ người ta đàn, người ta ca sợ mình đàn ca không được. Mình đàn không được. Với lại sợ những người ta ca cứng đó, mình đàn nhiều khi bị lãi nhiều phải gì đó, rồi để làm người ta chê. Dạ. Yeah. Em thì thường là thấy những người khiếm thị giống như anh là học đàn, là thầy của mình á, thầy cũng bị khiếm thị luôn. Thầy, anh học thầy mình là sáng hay là thầy sáng ha. Cái đó không học, nếu mà học bị khiếm thị mà thầy khiếm thị luôn là nó khó. Còn khó thêm một bước nữa. Khó thêm một bước nữa. Dạ. Thì hôm nay có dịp em đến đây anh vào buổi chiều thì anh có muốn gửi tặng khán giả một cái câu nào mình hát chay thôi chút xíu, rồi sau đó anh sẽ tặng anh chơi qua từng loại nhạc cụ cho cô bác anh chị ở trong và ngoài nước để thấy được, biết cái tài của anh và phấn đấu của anh như vậy được không? Rồi để em tặng một bài hát, một câu cổ thôi. Dạ. Một câu cổ tình nghệ sĩ. Dạ. Tôi không dám ví mình là tứ mã Tương Như,
trôi khúc hương cầu hoàng tỏ tình cùng nàng ca. Càng không dám so mình với chàng chúng từ hiệu khúc cao sơn lưu thị của ba nhà. Nhưng tôi có lần sang sông Mỹ Thuận, tiếng đàn và giọng ca ông lão ân sinh đã khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nỗi trôi của một kiếp tơ tâm. Chánh lòng thương bởi cùng phân ca cầm, ông lão đàn lại bài hát cũ nghe mênh mang dột buồn trên phím nhạc đường tơ. Người tha hương ta cũng tha hương, người nhạc sĩ ta cũng làm nhạc sĩ. Mưa vô tình rơi từng hạt mông lung, như cuộc đời ông lên đến đây đó. Rồi xong. Rồi quá hay. Em có một cái câu hỏi như thế này nữa nè. Yeah. Là người ta thường là nhạc sĩ á, gọi là ta biết đàn nhưng mà ca thì họ ít ca được lắm. Tại vì em cũng đã gặp rất là nhiều người. Vì thì anh giữa đàn với ca là anh biết đàn trước anh mới ca hay sao? Nên nói chung là giữa đàn với ca là hồi đó chưa học đàn cũng có giọng ca sẵn rồi. Tại cái giọng đó là như trời trời cho rồi, trước yeah. rồi. Chứ còn cái người mà không có cái giọng được thì dù anh có biết đàn tới đâu đi nữa anh cũng ca không được. À, phải có cái giọng trước rồi sau đó mình mới biết đàn, mình cộng thêm cái mình biết đàn rồi nhịp nhàng mình nó vững chắc cái nữa rồi mình ca mình mới dễ liến lái này kia nọ, đi sâu vào lòng người. Đi sâu vào lòng người nó dễ hơn, chứ thật sự ra là trước nhất phải có cái giọng ca đó. Còn một người nào mà không có giọng ca dù cho văn giỏi đờn hay cỡ nào cũng không ca được. Dạ nói gì thôi. Anh cho em hỏi tí là ngày xưa là anh bị 3 tuổi, khiếm thị 3 tuổi. Yeah. Thì anh có đi học ở trường khiếm thị không? Có anh. Đi vô đó học nấu ngay, đi vô học 3 bữa à em về. Là lý do em chỉ lúc đó chỉ là đi học đàn thôi, quyết chí là đi học đàn. Đi xuống đó là cũng như là ở dưới dạy chữ nổi, rồi dạy massage, rồi dạy bó chổi, trẻ tâm si răng. Mình hồi lúc đó em nghĩ rằng là tại người ta sáng mắt người ta học tới lớp 12, 13 người ta còn chưa làm ra gì, mình dù không thấy đường này học cũng có làm được gì đâu, ba chữ này học được bắt quá cũng để biết gì thôi. Nhưng mà cái chữ đó người mù với người mù biết nhau thôi, như vụ tôi viết cái chữ đó phải không, đưa anh nhìn vô cũng không biết gì. Dạ. Thành ra đâu có thông dụng được nó. Rồi tâm xí găng, ví dụ ngồi trả tâm xí găng mình biết giờ, trong khi một cây tâm như vậy một tôi mua một bọc tâm tôi xài biết bao lâu đó. Mà mình mới bán được bọc tâm nữa đó, đó là điểm thứ hai. Còn massage thì mình thấy không yêu nghề đó, ví dụ như mình đấm bóp này kia nọ cho người ta da chạm da thịt ta này kia nọ mình không thích rồi đó, anh ra quyết chí đi học đàn cho nên đi xuống đó chỉ có 3 bữa thôi là về. Là lý do là tâm sự với mấy anh mà học trước á, mà hỏi mấy anh là nói giờ hồi đó anh mấy anh học đây lâu chưa, anh nào anh ấy đúng nó học 5-3 năm, mà nói rồi sao mấy anh không học đàn, học đàn đi sau này dễ làm kiếm tiền. Cái mà anh nói thì từ đó tôi cũng mong học đàn đó, mà hỏi sao mà mấy thầy cô nói á, là ơi gán đi tháng 2 tháng nữa rồi dạy đàn, mà cứ vậy hoài kéo dài tới giờ. Thì ra tôi nghe như vậy tôi bỏ thăng trước chắc ăn thôi. Để đâu mình tốn thời gian của mình tốn đó. Thời gian nữa. Dạ thì năm tới sắp đến thì anh có lời nào mà muốn chúc đến cô bác anh chị trên mạng không? Thì bây giờ cũng hiện tại thì năm cũ cũng sắp sửa sang năm mới, sang năm mới rồi thì cũng xin kính chúc tất cả cô bác anh chị em, nếu ai có xem cái mạng này video clip này, em là Thọ xin kính chúc tất cả cô bác anh chị một năm mới vạn sự như ý, và trên mọi lĩnh vực tất cả công việc và nhất là sức khỏe, nếu có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả. Như vậy thì nếu ai xem cái video clip này, nếu như có những cái mà cảm tình cảm mến đến Thọ với lại anh Hồ thì xin tất cả cô bác anh chị hãy cổ vũ giùm, thì em cũng thành thật ghi ơn, không biết nói gì hơn. Rồi em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Bây giờ anh sẽ ở cái clip thứ hai thì anh sẽ biểu diễn nhạc cụ và hát cho cô bác anh chị nghe được không anh?
Dạ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị. Cô bác anh chị sẽ đón xem luôn cái clip thứ hai để anh Thọ biểu diễn nhạc cụ. Dạ.